Vâng thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết luận điều tra đề nghị truy tố hàng loạt bị can liên quan đến vụ Tuấn Khỉ bắn chết nhiều người tại huyện Củ Chi thành hcm Hồ Chí Minh. Điểm đáng lưu ý là khi khám nhà Tuấn Khỉ thì công an thu giữ nhiều súng đạn và hung khí khác, trong đó có cả kiếp nổ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ án giết người, cướp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng do Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, đã bị Công an tiêu diệt trong quá trình truy bắt gây ra. Cùng với thu giữ tại hiện trường, trong vụ Tuấn Khỉ, Công an thu giữ tất cả 3 thanh kiếm, 8 con dao, 2 khẩu súng, 91 viên đạn cùng nhiều hung khí khác. Về nguồn gốc súng đạn, bị can Phạm Thanh Tâm khai nhận đã sang Campuchia để mua phòng thân và đưa Tuấn Khỉ cất giữ một khẩu súng AK bán xếp và một túi đạn khoảng 100 viên. Chiều ngày 29 tháng 1, do mâu thuẫn trong đánh bạc tại Vườn Nhãn thuộc ấp 5 xã Tân Thạch Đông, huyện Củ Chi, Tuấn Khỉ đã dùng súng AK bắn chết 4 người và một người bị thương, sau đó bỏ trốn và bị tiêu diệt trong quá trình chống trả cơ quan chức năng.